Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Accenter được tôn màu đen đơn giản đến từ Philippines. Accenter là cái tên hiện nay đang rất hot trên thị trường châu Á. Và bên dưới đây là một sản phẩm đến từ nước bạn Philippines với một màu đen khá sâu sắc đơn giản nhưng nhìn thì rất đẹp. Với một đen quyền bí cùng với dàn đồ chơi làm cho chiếc xe trở nên cứng cáp trong từng đường nét. Toàn bộ thân xe được hòa mình vào một rào đen bóng. Che trước được phá cách với dè đen nhám, vẫn sử dụng tem phong cách chin nhưng đã thay đổi lại màu xám. Kèm theo đó là được gắn chắn bùn và phụ trước Racing Boy, cạc te Racing Boy, bảo vệ heo dầu trước CNC sắc sảo. Gác chân số gãy cùng một trang bị cho tư thế người ngồi rất thể thao. Đèn halogen được thay thế bằng gương cầu, giúp đi trong đêm có tầm nhìn tốt hơn. Ngoài ra xe được trang bị cặp kính Rexona Elite. Đến cuối cùng chủ xe đã trang bị cho mình một dàn để chân bằng bánh căm đùm điền kết hợp với baga Rivi, nhìn khá bắt mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.